Dạ, em chào anh chị nha. Em tên An, em đến từ kênh YouTube Nhà đất Bến Tre Giá Rẻ Anh Chơi. Hôm nay em gửi tới anh chị một căn nhà đẹp, thổ cư 100%, có chủ quyền nhà luôn, mà đường ô tô mình vô tới chỗ luôn anh chị. Khoảng sân rộng mình có thể đậu ô tô nè. Một trệt, một lầu, gồm 3 phòng ngủ, 3 toilet, một phòng khách và bếp. Đó, rất là tuyệt vời ha. Hướng nhà là hướng đông bắc nha anh chị. Nắng sáng thì mình vô nhà, buổi chiều thì mát mẻ ha. Đó, hạ tầng thì khu vực này rất là chuẩn rồi. Anh chị mình đi 50 mét thôi là mình tới được đường lộ đó, là đường liên xã Phú Nhuận với Nhân Thạnh. 50 mét thôi nha anh chị. Quẹo phải á, là khoảng 5-600 mét là tới được lộ nhựa, là đường quốc lộ 57, tỉnh lộ 884 á. Đi khu du lịch Lan Vương là khoảng hơn một cây số. Chợ, trường học, ủy ban của xã Phú Nhuận á là chỗ khu du lịch Lan Vương mình nhìn qua á chị, gần khu du lịch ha. Vào ngay trung tâm của thành phố Bến Tre là khoảng 2,5 cây số nha. Dân cư thì đang về khu vực này, nhà đẹp không anh chị ơi? Nhà mình đặc biệt là có số nhà nha, có chủ quyền nhà đầy đủ hết. 815B1, ấp 2 Phú Nhuận, thành phố Bến Tre. Rất là đẹp anh chị ơi. À, thổ cư 100% luôn nha. Đây, bên đây thì bà con trồng này, hình như trồng đậu bún ha, hủ qua vậy nè. Đó, hàng xóm nè, hàng xóm nè. Đây, đối diện hàng xóm mình nè. Đường nhìn về thấy ha, ô tô mình có thể vô được luôn. Rồi, em mời anh chị mình vào trong nhà để mình xem chi tiết căn nhà ngày hôm nay nha. Khoảng sân á là cực kỳ rộng, ô tô mình có thể vào vô đây mình đậu thoải mái ha anh chị. Cao hơn mặt đường luôn. Đó, cửa này xài cửa sắt bốn cánh ha, bên hông còn khoảng trống nè, rất là thông thoáng cho căn nhà ha, gió mát lắm anh chị ơi. Ở trên á là mình có 2 phòng ngủ và 2 toilet rất là rộng rãi. Ở dưới mình có 1 phòng khách nè, bếp và 1 phòng ngủ với toilet. Cửa này xài cửa nhôm kính cường lực ha anh chị. Đây là không gian phòng khách của mình nè. Chỗ này có thể để tivi, thì những cái kệ mà để quà lưu niệm luôn nè, bếp kế bên. Dạ. Nội thất thì cũng cơ bản ha. Chị về đây mình lắp tivi, ghế sofa rồi vô mình sử dụng ha. Đây bếp nè, này hút mùi nè. Đó, kệ tủ thì đóng âm tường hết ha. Chỗ này thì rửa chén mình đắp lên. Nhà có sẵn điện nước hết ha anh chị. Đá này thì lau chùi rất là sạch sẽ, dễ dàng. À, điện âm tường xài xài đèn led ha. Này không gian bên hông nè. Dạ. Chỗ này mình có thể để máy giặt được nè. Đây là toilet. Dán gạch thì cao lên tới trần luôn. Cơ bản nha chị. Này, phòng ngủ thứ nhất cũng khá rộng rãi luôn nha. Vì lợi thế căn nhà mình á là chiều ngang là 6 mét, là miếng đất này nè, chiều ngang 6 mét. Chiều dài là 17,2, hậu cũng 6 mét luôn nha. Rồi, mời chị lên trên nha. Đó, kính dày nha, inox 304 nè chị. Đây là phòng ngủ thứ hai của mình nè. Toilet đây này. À, đây cửa sổ nhìn ra bên đó hàng xóm mình ha. Ngày nay là tân gia đó, tân gia là nhà mới luôn á đó. Đó, xung quanh thì toàn là nhà đẹp không à, bên đó nguyên dãy nhà, dân cư rất là đông nha anh chị.
Tiện ích thì xung quanh nhà, chợ, trường học, ủy ban chỉ 1,5 cây số à. Đó, chỗ này anh chị mình có thể để bộ bàn ghế để mình uống trà nữa ha. Còn căn phòng đây mình có thể tận dụng là mình làm, thứ nhất là mình phòng ngủ, hoặc là mình làm phòng thờ. Toilet chỗ này ha anh chị. Đây. Tổng cộng là mình có 3 phòng ngủ và 3 toilet. Bên hông có cửa sổ nè, có rèm hết đây. Đó, view của mình nhìn lên đây, hướng nhà là hướng đông bắc nha, nên nắng sáng thì vô nhà, nắng chiều thì mát mẻ. Bây giờ em đi quay là khoảng 2 giờ 2 mấy chiều á anh chị. Bên nhà mình thì mát mẻ ha. Con đường này là thông ra ngoài trường tiểu học nè. Ra ngoài đây thì có con kinh, trường tiểu học, về chợ, trường học, ủy ban của xã Phú Nhuận luôn á. Còn đường đó là đường lộ nhựa liên xã Phú Nhuận, Nhân Thạnh. Bên kia là khu tái định cư của xã Phú Nhuận nha. Mình đi theo con hướng này mình ra đường 19 tháng 5, ngã ba Nhân Thạnh, thì trở về thành phố Bến Tre được luôn, ra ngoài cầu Bến Tre 1 anh chị. Con đường này á là kết nối với cầu Bến Tre 3 nha. Đó, tương lai sẽ mở rộng ra. Còn ngay đầu đường anh chị vào phải, mình ra đường quốc lộ 57, đường tỉnh 884 á, trở về khu lịch Lan Vương, khu du lịch Lan Vương, dạ đúng rồi, chợ, trường học, ủy ban của xã Phú Nhuận ha. Đi ra ngoài cầu Bến Tre 2. Dạ rồi, để em lấy sổ cho chị mình xem nha. Dạ đây là sổ mình đang chơi. Địa chỉ là xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre ha. Diện tích là 103 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn, thời gian sử dụng lâu dài. Hướng đất là hướng đông bắc nha. Hiện tại là nhà thì đang đăng ký làm chủ quyền nhà, đã đóng thế hết rồi, chỉ chờ ra sổ thôi anh chị ơi. Trích lục quy hoạch khu này là thuộc đất ở 100% ha. Dạ, giá đến chị mình sở hữu căn nhà ngày hôm nay nè là 2 tỷ 150 triệu nha. 2 tỷ 150 triệu. 2 tỷ 150 triệu nha anh chị. 2 tỷ 150 triệu nha. Hiện tại là mình nhà mới 100%, sử dụng những vật liệu cực kỳ cao cấp luôn nha. Ô tô mình vô tới chỗ. 2 tỷ 150 triệu nha. 2 tỷ 150 triệu. Dạ rồi, em cũng xin dừng video tại đây nha. Anh chị mình cần thông tin nhìn cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại, em được tư vấn cũng như để em được gửi sổ cho anh chị mình xem nha. Dạ rồi, bye bye mọi người.